mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow. Cảm ơn hai dancer xinh đẹp Thùy Vân và Lê. Thưa quý vị thân mến, một tuần đã trôi qua, không khí thật náo nhiệt. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị thân mến, tuần này chúng tôi sẽ mang tới nhiều điều dễ thương, nhí nhảnh hồn nhiên, những câu chuyện về cuộc sống, những câu chuyện về những màn đối đáp với nhau giữa các nghệ sĩ trong chương trình sẽ vui vẻ và hào hứng. Mong quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ phục vụ quý vị hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của những người quen thuộc. Xin giới thiệu Mạc Văn Khoa. Xin giới thiệu Harry Won. Xin giới thiệu Lâm Vĩ Dạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay với trang phục Men's Wear hả? Veston Men's Wear anh ạ. Ngày nay chúng ta sẽ chào đón những vị khách mời vô cùng lanh lợi, thông minh và hoạt bát. Đặc biệt là nhan sắc là không phải dạng vừa đâu. Wow. Chúng ta hãy nhìn đây. Đây là một vị tiền bối của chúng ta. Mặt rất giống một ngôi sao ở bên Hồng Kông. Biết ai không? Đố dạ biết. Không luôn. Nhậm Đạt Hoa. À, Nhậm Đạt Hoa. Đó, đây giống một ngôi sao bên TVB. Đẹp. Nhậm Thị Hoa. Tuy vậy mà đẹp. Còn đây là giống một ngôi sao bên Hàn quá. Không. Bên Hàn á. Bên Hàn. Jin Soo Choi. Jin. À không, một lậu lậu. Jin Nam Thư. Jin Nam Thư. Đây là ông Lee Jung Hoon hay gì đó. À, ủa sao mai toàn là người lớn tuổi không vậy anh? Thì đó, đây là về già của họ thôi. À. Chứ thực sự ra chúng ta đang xem gọi là cái phiên bản về già của họ. Chứ thực ra họ vẫn còn rất trẻ. Oh. Đầy nhiệt huyết với nghề và đầy tài năng. Chúng ta đến với anh Nhậm Đạt Hoa áo màu vàng. Xin mời. Người đàn ông mặc áo vàng đó là ai? Nghệ sĩ ở đây, xin mời. Lê Dương Bảo Lâm. Ôi tượng quá lạnh luôn. Mọi người nhận ra em không? Mọi người nãy có nhận ra mình em không? Không, không nhận ra. Tại vì lần đầu tiên mà em tham gia game show mà biên tập bắt vô ngồi phòng riêng á. Tại vì sợ mà vô gặp anh em cái hết vui, hết bất ngờ. Em gì nãy giờ đi đâu kiếm quà em thấy. Em vô trong phòng kia kìa, đó là cách ly luôn á. Trời ơi, kiếm nãy giờ 3 tiếng hồ kiếm không ra nhớ. Nhớ hả? Trời ơi, mà lạ ha, không nhận ra em luôn. Hay người quá. Thứ hai. Người thứ hai là ai? Là ai? Xin mời. Mai Thanh Hà. Đẹp quá, xinh quá. Mình chào anh. Xin chào em. Và người còn lại. Ai vậy ta? Là ai? Đó chính là Nam. Diễn viên Anh Tú. Cảm xúc của mọi người đến chương trình ngày hôm nay như thế nào? Không cần em, không cần em, không cần em. Mời Mai Thanh Hà. Dạ. Em chơi hoài rồi, cảm xúc gì nữa? Ảnh mà nói là em hết nói rồi. Nói đi Trân. Nói đi Trân. Dạ. Em thấy là em về già mà tướng vẫn còn tươi quá. Dạ, hôm nay là đầu tiên tham gia chương trình đúng không? Dạ đúng rồi, nên là em rất là hồi hộp, không biết là những cái vòng thi sẽ như thế nào. Chứ không, mới vô xin được chào quý vị rồi. Em rất là vui khi được tham gia chương trình giống hoa hậu quá, nên em không muốn nói nữa, nói vậy thôi. Tức là hôm nay rung đúng không? Rung cái gì nữa, đội của em toàn thứ dữ không? Rung lắm. Không sao, bình tĩnh. Có anh Lâm lo cho, yên tâm. Còn đây là anh. Đây là nam diễn viên. Nãy dạ. Em nghe bên trong là có tiếng Hàn Quốc là tiếng gì anh nói lại giùm em được không? Kim Nam Su. Kim Nam Su. Kim Nam Su. Là ai bên đó vậy? Ý là một cái diễn viên truyền hình, điện ảnh giống như em là diễn viên điện ảnh truyền hình ở Việt Nam vậy đó. Dạ. Ừ. Đây là nam diễn viên Anh Tú. Wow. Cảm giác sao? Dạ, đây là lần đầu tiên em tới chương trình luôn á. Vậy hả? Được một màn chào đón rất là
hấp dẫn từ mấy anh chị. Là vận đồ rất là đẹp để chào đón tụi em. Mà nãy em có vô phòng chờ không? Biên tập có giấu em cất em vô phòng chờ không? Thật sự thì em không biết ba người chơi chung với em là ai luôn á. Tức là tách ba đứa ra riêng. Em là đưa đâu lên lầu á. Lên lầu hả? Lên lầu. Còn anh đưa vô toilet luôn. Đóng cửa toilet là không cho ra luôn. Bởi vì em cũng đâu biết ai hôm nay là bất ngờ. Ra rất là bất ngờ. Vừa gặp lại bạn bè bất ngờ quá. Rồi giao lưu. Quen lắm rồi, đóng cái gì cũng phải giao lưu. Bắt tay nắm tay ôm nhau hôn rồi chứ. À dạ, dạ, đây đây. Ủa gì vậy? Không một ai ôm anh. Không một ai ôm anh. Trời ơi. Sao vậy mọi người, sao vậy? Ờ, chào em. Dạ, chào chị. Bây giờ vậy, tất cả biết nhau hết rồi. Bây giờ chúng ta phải cần một người hỗ trợ mình trên đường đời tấp nập. Đúng. Đội khách tới đây phải cần một người đội chủ nhà hỗ trợ chúng ta trên đường đời tấp nập. Đúng. Để chúng ta tìm kiếm điểm để mà mang về những cái lần quay trúng thưởng của chương trình. Các bạn tự chọn đi. Anh ơi, anh, em thật thà lắm. Em chắc em phải xin phép vô đội chị Dạ để cho cân bằng. Cân bằng cái sự xạo, cái sự lương lẹo đúng không? Hiện tại đồn em với Harry Won có xích mích cũng như là cãi lộn rất là nhiều. Chính vì vậy bây giờ em đập tan tin đồn, em quyết định là đáng người đó. Người ta không ưa. Ủa là đồn thiệt hả? Đúng rồi. Má quá. Em tưởng là anh với em có gây lộn mà đúng không? Mình gây lộn vui vẻ hề hước thôi mà. Không nói vậy thôi chứ. Nhưng mà anh ơi, anh về đội em thì em sợ anh bị thiệt thòi, anh không, có ok anh, không? Anh sẽ ngày hôm nay chiều số này anh sẽ cố gắng là thương yêu đùm bọc em, không chửi em nữa. Ok. Rồi, như vậy là Mạc Văn Khoa sẽ thuộc về nam diễn viên Anh Tú. Wow. Thưa quý vị, còn chờ đợi gì nữa? Chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình được yêu thích hiện nay, chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tài năng của chương trình. Những người đàn ông sẽ xuất hiện vạm vỡ lực lượng và tài năng đầy mình với những cú tung móc xoáy bay nhảy quét dôi. Quét dôi hả? Quét vôi hả? Quét vôi, quét dôi rồi tô rồi trét đắp sân nước mài láng chà nhám. Ủa, vô chơi xong đi làm hồ rồi. Tài năng xây dựng hả? Tài năng xây dựng còn đúng, xây dựng thành tích thì có, còn xây dựng nhà cửa thì không. Muốn biết tài năng là gì, mời quý vị cùng theo dõi. Chưa dừng lại ở đây, còn một toán người nữa sắp xuất hiện. Một toán người. Xin mời. Rồi, bây giờ mình làm gì? Biểu diễn luôn đúng không? Mời. Quá là bé. Đá gì mà ghê vậy?
em tên là gì? Dạ em tên là Sang. Tụi em đến từ đâu? Dạ tụi em đến từ Đồng Tháp ạ. Môn này gọi là môn gì? Dạ môn đá cầu. Nó giống giống cầu mây đúng không? Dạ đúng rồi. Cái luật chơi nó giống không? Dạ cũng gần giống như vậy. À gần giống như vậy. Cái đá cầu này nó khó tại vì cái cầu này nó nhỏ hơn và nó cái trọng lượng nó nhẹ hơn cầu mây. Dạ đúng rồi, đòi hỏi rất là nhiều kỹ thuật ạ. Rồi. Thế thì tụi em chơi môn này lâu chưa? Tụi em ở trong cái đội nào? Đội tuyển hay là gì? Dạ bọn em chơi được 10 năm rồi. Bọn em được trong đội tuyển đá cầu của Đồng Tháp ạ. Đội tuyển đá cầu của tỉnh Đồng Tháp mình có giải thưởng, có đi thi đấu gì không? Dạ có. Đó chính là năm 2019 vừa rồi là em thi đấu ở Pháp. Tại giải vô địch đá cầu thế giới ở Pháp em được huy chương vàng. Trời ơi. Nó đi Pháp, nó đá lấy huy chương vàng. Có huy chương vàng chưa? Làm gì có. Chưa luôn. Còn nữa hả? Còn nữa. Năm 2017 em thi đấu giải vô địch thế giới ở Hồng Kông cũng được huy chương vàng. Trời ơi. Trời ơi. Hồng Kông lấy huy chương vàng. Có huy chương vàng không? Không làm gì có. Trời ơi. Còn nữa không? Dạ em vô địch đơn nam giải vô địch toàn quốc. Trời ơi. Đơn nam một mình cái này. Đơn nam vô địch toàn quốc em chỉ có vô địch live stream thôi. Em không rảnh anh ha. Anh cứ chơi nhắm vô em hoài. Em chỉ có giải vô địch live stream đó nhiều hơn. Không ai cấp luôn á. Không ai cấp luôn. Dạ em cấp cho em thôi. Lâu lâu bị hát nữa. Thì bây giờ vậy, đối với nghệ sĩ tụi anh á thì những cái môn này các bạn ở đây thì nó thường lắm. Dạ các bạn đây chơi dữ lắm. Cái này nhầm nhỏ vậy. Thường lắm anh. Ê hả? Cho em xem thử. Từ từ, bình tĩnh đi. Em là em đá qua lưới, còn mấy bạn này đá là cái cọc rách lưới qua kia luôn. À vô địch đơn nam ở phường em đơn nữ. Hả? À Lê Dương Vũ Lâm là vô địch đơn nữ xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Còn dạ là vô địch đồng đội cầu Bình Lợi. Cầu Bình Lợi. Đó. Khoa là vô địch giải đồng đội ở thị trấn Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương. Cái giải Pháp hôm bữa là em bị delay anh, cho nên không có qua được kịp. Không là bạn ấy chỉ huy chương bạc thôi. Đúng rồi, bữa Pháp lại bị delay, bị máy bay nó bị trục trặc đó không? Rồi. Hôm nay em bắt xe ôm đi chế. Là biểu diễn. Giải Pháp là biểu diễn nè. Ý là em nói giải Pháp là em đưa ra cái giải Pháp để đá cầu chứ không phải là qua Pháp anh. Đứng lùi lại. Trời ơi chết rồi Kha ơi. Trời ơi. Trời đất ơi. Cái nhiệm của em là chỉ cái nhiệm vụ của em chỉ là đá qua thôi đó. Vô 2 3. Đá cho vô cái thảm nè. Ui. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Đúng là giải giải huy chương vàng. Chúc em là được công nhận rồi. Lê Dương Vũ Lâm. Lê Dương Vũ Lâm. Trời ơi. Đó, không mang nhiệt độ, không biết mang nhiệt độ làm chi á. Thôi, đừng làm với anh. Qua đây, qua đây. Qua đây. Qua. Đạp luôn, đạp luôn, đạp luôn. Trời ơi, đánh cầu luôn, đánh cầu luôn. Đánh cầu luôn, trời ơi. Trời ơi, yếu quá. Vô, cứ vô. Coi anh Tú nè. Anh Tú đừng, đừng giỡn. Nè. Trời ơi. Hay quá, hay quá. Giỏi quá anh Tú ơi. Giỏi quá, giỏi quá. Trời ơi. Đây nè. Nó đạp. Làm bị dạ nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nè. Đó. Rồi đừng làm chị. Huy chương vàng. Lại lại lại. Lại trời ơi. Trời ơi. Hát đi quên. Dạ. Ủa là. Mình vừa có gì rồi. Mình chạy luôn. Mình chạy luôn. Mình chạy luôn. Lại lại lại. Lại lại mà chào một chào. Có không? Mày sát có ngày đánh kim. Dạ. Giỏi quá chị ơi. Chị nè, từ đây luôn. Từ đây luôn, từ đây luôn. 1, 2, 3. Tiếp luôn, tiếp luôn. 1, 2, 3. Trời ơi, quá rồi. Chết quá. Thôi khỏi. Cái kia mặt quấy khỏi đá. Thưa quý vị, thế thì ngày hôm nay họ sẽ đá cái gì đây? Thử thách của chúng ta là gì? Đá như vậy thì thường nãy giờ có mấy cái cú mà tuyệt chiêu thấy không? Tuyệt chiêu á. Đạp đạp đây. Đạp á. Cái cú mà ở trên đạp xuống thì cái tiếng chuyên môn gọi là gì? Dạ quét vôi ạ. À. Toẹt. Quét vôi. Đó, quét mình quét vôi. Quét vôi hả? Thưa các anh chị, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái thử thách là cái cú quét vôi. Còn cú sơn nước là không chơi. Bây giờ là cú quét vôi. Mà cú quét vôi này phải có độ cao nhất định. Mời tất cả chuẩn bị. Thưa quý vị thân mến, đây tài năng của chúng tôi. Bây giờ đây sẽ thực hiện cái cú này gọi là cú quét vôi. Đây, vị trí số 1, 2m1, 2m2, 2m3, 2m4, 2m5, 2m6, 2m7 là cao nhất. Bây giờ xin hỏi em, kỹ thuật của cái cú này nó khó ở chỗ nào?
Dạ thưa anh, là nó khó ở điểm là mình cần phải có sức bật tốt và cổ chân khéo léo để có thể bung được hết lực vào trái cầu. Chân dài với chân ngắn nó có ảnh hưởng gì không? Dạ thưa anh, là có. Tại vì nếu mà muốn quét voi cao thì chân mình phải dài mới quét cao được. Cỡ Harry Won là quét cao được, còn cỡ Lâm Vy Dạ là quét dưới đất đúng không? Dạ được. Cũng được ạ. Em là cỡ nào cũng quét được hết. Thì hồi xưa đó, hồi lúc mà em mới tham gia môn này em quét được bao nhiêu mét? Dạ em không biết. Bây giờ quét được nhiêu mét? Dạ em không biết luôn. Thông minh không? Đúng. Bây giờ chúng ta đứng theo đội, mời các bạn đứng theo đội. Chúng ta mỗi đội hãy chọn một con số. Dự đoán của các bạn, chàng trai này sẽ đá ở vị trí nào? Từ 2m1 cho tới 2m7. Sai số đội nào thấp nhất mang về 2 điểm thưởng. Đội thứ nhì mang về 1 điểm thưởng và đội thứ ba không có điểm thưởng. Mời các bạn bắt đầu bình luận. Em nghĩ maximum chắc 2m3, 2m4 à. Đó là quét cái mỏ với cái nền bây giờ. Chân bạn này phải là 1m20. Wow. Đấy, 1m10. Mà khi mà bạn sạc ra phải là 2m2. Đúng. Chưa tính cái sức bật của bạn nữa. Chưa tính là cái huy chương vàng nữa. Em nhảy lên chị xem thử coi. Nhảy maximum lên coi, 1, 2, 3. Rồi 1, 2, 3. Ủa em sao nói gì cũng làm theo vậy? Maximum kìa, maximum. Trời ơi, nhảy lên được tới 50. Em nghĩ là cái nửa mét. Quá mất thời gian làm gì vậy? Là 2m6. Sai số. Khoan, xí. Hả? Chọn lại. Sao xí được? Chị? Mình ủng hộ người ta, mình 2m5 làm được. Rồi 2m5 cùng với Harry Won. Trên này nè. 2m6. Okay. Rồi chốt, không thể đổi nữa. 2m7. Rồi 2m5, 2m6 và 2m7. Không thay đổi nữa. Chốt. Mời trình diễn. Ở vị trí thấp nhất chúng tôi sẽ coi đó là tầm thường nên không đá. Đúng rồi. Vị trí này. Thưa quý vị, tài năng của cậu ấy sẽ được thể hiện ngay bây giờ với các vị trí đã chọn là 2m5, 2m6 và 2m7. Dạ. Yeah. Thì hôm nay cậu ấy sẽ đến được level nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Xin mời. Ui chà, căng quá à. Trời ơi. Lên đã em. Thành công vị trí đầu tiên. Vị trí tiếp theo. Cẩn thận cho cố nha, xuống ơi. Sức nha. Trời ơi. Vậy là không đúng rồi, chúng các bạn. Quá đơn giản. Cứ từ từ, không có gì gấp hết. Cứ nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cứ nghỉ ngơi đi. Ơi, không nghỉ ngơi trơn á. Khỏe chưa? Khỏe nha. Bắt đầu tiếp tục. Hai mét tư, bây giờ là 2m5. Đá luôn đúng không? Nếu em đá được cú này, chị già sẽ vui lắm. Trời ơi. Không sao, cứ từ từ, không sao gì hết trơn. Nghỉ mệt đi từ con từ. Trời ơi. Nghỉ mệt, không có gì mà gấp hết á. Nha, rồi. Sân khấu là của con. Đừng có cố quá mà. Mặt còn tự tin lắm, chắc được rồi, được đó. Rồi. Mời các bạn bắt đầu bình luận. Chọn lại. Mình ủng hộ người ta. 2m5. 2m6. 2m7. 2m7. Rồi. Chúng tôi đề nghị nghệ sĩ tách ra cho em nó thở. Nếu như bây giờ em nói là thôi anh Giang ơi, em xin phép ngừng ở đây vì cái vị trí mà em đá cao nhất là 2m6, thì có nghĩa là gì? Lê Vũ Lâm là người chính xác, còn hai đội kia mỗi người sai
sai một nấc có nghĩa là gì? Hai người đồng điểm. Còn Lê Dương Vũ Lâm là chính xác. Còn nếu như bây giờ nói là anh Giang hãy để em đá thì câu chuyện nó sẽ khác. Nói đi, tự tin lên. Tại cuộc vì... sống mà. Anh Giang hãy để em đá. Anh Giang hãy để em đá. Yeah, yeah. Cháu nó còn trẻ mà, nó phải phấn đấu chứ. Nếu bây giờ em đá trúng vị trí số 7 có nghĩa là gì? Cao điểm nhất là anh Tú Mạnh Nhân Khoa, nhì là Harry Won, Lê Dương Vũ Lâm và không có điểm là bà Thím. Ở đây anh xin hỏi luôn, em hãy trả lời thật lòng, trước khi đến với chương trình này, em mong muốn được trò chuyện, được gặp gỡ, được chụp hình và em thích nghệ sĩ nào nhất trong chương trình ngày hôm nay? Không tính anh là MC rồi, em tính hai đội thôi. Dạ em thích chị Heo Won với chị Vĩ Dạ. Một chị thôi. Bây giờ một chị thôi. Một chị thôi. Một chị. Thích nhất, cái gì phải có nhất. Dạ em thích chị Heo Won nhất. Đi về. Đi về quê cho rồi. Vô lãnh cung. Nếu bây giờ em nói rằng là vị trí này đang bị gọi là sát với cái cầu thang thì chúng tôi có thể dời qua đây cho em được. Không sao đúng không? Trời ơi, thằng bé nó chuyên nghiệp. Anh Giang ơi, em nghĩ là cái máy, cái bơm này nè, mình phải đi ra để đá dằn cái bơm xuống cái bơm á. Bơm ơi, bơm đi ra đi bơm. Cái bơm, bơm nè, bơm phải đi ra. Sẵn sàng, em có quyền nghỉ ngơi thêm 10 phút nếu em thích. 10 phút là khá. Được luôn, được luôn. Được luôn thì tất cả chúng ta chuẩn bị. Rồi. Yeah. Yeah. Wow. Quá giỏi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Trời ơi. Má hay quá anh ơi. Thưa quý vị, 2m7 kỷ lục. Đây, bây giờ sẽ hỏi luôn. Đi qua đây. Đá cái gì, đá cái gì? Bình thường đá được nhiêu? Dạ bình thường cũng tầm đó. Cũng tầm đó. Đá dữ gì? Đá dữ gì? Này quét gì mà quét dữ vậy? Quét vô gì dữ vậy? Quét vậy ai chịu cho nổi? Bây giờ vậy, hiện tại số điểm hiện có là Mạc Văn Khoa, anh Tú mang về 2 điểm thưởng. Lê Dương Vũ Lâm, Harry Won, 1 điểm thưởng. Cũng được rồi. Thím Hà và Thím Dạ, O điểm thưởng. Nhưng chương trình của chúng tôi luôn có cái điều gọi là tình thương mến thương dành cho nghệ sĩ. Nếu bây giờ một trong hai bạn Lâm Vĩ Già hoặc là Mai Thanh Hà đá được cái này, quét được cục dâu này thì sẽ có 1 điểm thưởng. Với sự trợ giúp của anh Tú, thế nên 1 điểm thưởng của Lâm Vĩ Già lấy từ đội anh Tú. Xin cảm ơn. Vì anh Tú đang gọi là vẽ đường cho Hưu chạy, tạo ra cái thế ăn gian, giúp Lâm Vĩ Già ăn gian. Mà chung chuyện tôi ghét nhất là ăn gian. 1 điểm của anh Tú được chuyển qua cho Lâm Vĩ Già. Xin cảm ơn quý vị. Rất là cảm ơn anh Tú, bởi vì anh Tú trong mắt chị luôn là một người đàn ông trưởng thành. Anh vô cùng đẹp trai. Một người đàn ông rộng lượng. Dạ. Dễ thương. Ngày hôm nay để có được cái màn tung hứng nói chuyện vui vẻ như thế này là nhờ các em. Đây, mà ba em đứng lên đây. Bốn em hãy đứng đây nào. Các em là những thành viên trong đội tuyển đá cầu của tỉnh Đồng Tháp, mang về huy chương vàng hoài từ Hồng Kông cho tới Paris. Và sắp tới có thi đâu nữa không? Dạ, năm sau là ở Đức. Wow. Thành phố nào? Dạ, Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt sẽ hy vọng mang về huy chương vàng nữa. Rồi lúc đó tụi anh làm chương trình này mùa tới, mời tụi em nữa. Lúc đó đá 8m. Trời ơi. Em ơi, đội em có thiếu thành viên không?
Thiếu, đang thiếu. Thiếu, thiếu cổ động viên. Cổ rồi. Hồi nãy thấy mấy bạn đá không qua nhặt cầu hay sao ạ? Ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn các bạn ở Đồng Tháp rất nhiều. Tụi em có muốn nói gì với quý vị khán giả xem đài không? Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho bọn em rất là biết ơn và sẽ cố gắng hơn trong tương lai. Ngoan quá. Ngoan. Vừa giỏi vừa đoạt nhiều huy chương, ngoan. Còn bên đây không được ngoan lắm. Thưa quý vị, bên này là Giang đúng không? Bên đây là Đồng Tháp, ngoan. Chúc tụi em nè, bây giờ anh nè, tụi anh chị nghệ sĩ nè, cũng như quý vị khán giả nè, chúc tụi em ngày càng thành công, đoạt được nhiều huy chương vàng, đem vinh dự về cho tỉnh Đồng Tháp mình cũng như đất nước Việt Nam mình. Chúc các em nhiều sức khỏe. Hay quá. Tụi mình hát niềm tin chiến thắng tặng em đi. Em vẫn muốn hát nữa. Chúng ta chung vô. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta lên vòng vui. Niềm tin chiến thắng. Thưa quý vị thân mến, sẽ còn nhiều tiết mục hay nữa trong chương trình của chúng tôi. Kỳ tài thách đấu. Thưa quý vị thân mến, phần này là phần được chờ đợi, là phần tiểu phẩm. Rất nhiều câu chuyện về tình cảm, về tình yêu, về hôn nhân, về gia đình, về hạnh phúc, về đớn đau, về nước mắt, về nụ cười. Ở đây, tất cả đều từng trải qua diễn xuất. Lê Duy Bộ Lâm, Anh Tú, Mai Thanh Hà, Lâm Vĩ Dạ, Hà Đi Quân, Mạc Văn Khoa. Từng trải qua diễn xuất anh. Đúng cái vậy. Cái nghề tụi em luôn anh ơi, cái đó cái nghề. Cái nghề của người ta. Cái nghề chứ không phải là tụi em làm. Từng nghề trải khác qua diễn xuất ở rất nhiều vai diễn khác nhau. Đúng. Ừ. Nhiều số phận hóa thân vào nhiều nghịch cảnh khác nhau. Đúng. À, Lê Duy Bình Lâm thân mến. Dạ. Đã từng trải qua những vai nào mà mình cảm thấy khó diễn nhất? Vai nữ, vai mà nữ giả nữ rất là khó. Ồ, nó không phải là sở trường à? Không anh, không, rất là khó, tụi em phải tập trung rất là nhiều em mới diễn được. Sao trời, ông trời, giờ chứ ông trời phẫn nộ điều gì? Dạ, em cảm thấy khó diễn nhất là vai gì? Sao tới em trời gặp? Dạ. Em còn thấy khó diễn nhất là vai gì? Dạ em thấy khó diễn nhất là vai đẹp. Trời ơi, anh tính nói luôn á. Chính xác. Em khi mà em diễn những vai đẹp thì những bạn nam diễn chung với em cảm giác là mấy bạn cảm giác là rất là khó, không vui. Và không có tâm lý để diễn những cảnh đó với em. Nhất là những cảnh mà có âu yếm, ôm ấp và hôn hết nhau. Thì mấy bạn đều đề nghị với sản xuất là đổi diễn viên nữ tôi mới diễn được. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Nói về diễn xuất thì cái người diễn xuất ở đây giỏi cũng không ai mà phủ nhận, đó chính là Lê Duy Bảo Lâm. Nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh. Mời bước lên phía trước. Ủa gì kỳ vậy? Rồi. Khi chúng ta đang tham gia một cái mạng xã hội, chúng ta gặp một người phụ nữ trên đó rất đẹp, nhưng hình ảnh đời thường thì khác biệt. Hình ảnh trên mạng nè. Trên mạng. Nè, đang chat trên mạng. Ừ. Rồi xong gặp đời thường. Tắt lại chim. Yeah. Thưa quý vị, là một vài cái màn qua lại nghệ sĩ nói chuyện với nhau cho nó vui, tạo ra tiếng cười trước khi chúng ta đến với tiểu phẩm chính trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Ta đồn là cái miếu này cầu tình duyên hay lắm. Mình phải quyết định có được tình yêu mới về. Dạ, con vái ông thần tình duyên. Ngày hôm nay con cúng ông miếng trái cây. Dạ, ông hưởng chút lọc trái cây của con.
Rồi có gì à, ông phù hộ cho con là có tình duyên, lấy được tấm chồng. Trời ơi khổ lắm ông ơi, tao nói hả 30 tuổi đầu hơn rồi mà không một mối tình dắt dai. Mà phải chi mình xấu gì chứ, mình cũng ngon cơm vừa miệng mà, ai đến với tôi cỡ khoảng 3 ngày là đi mất đó. Cầu ông phù hộ cho con có được một mối tình. Dạ, con cảm ơn ông. Trời ơi, trời đất ơi, trời ơi, thần hiển linh rồi. Thần ơi, ta không phải là thần. Dạ, chứ ông là gì? Ta là ông Tiên. Ông Tiên? Ta tên là ông Tiên, hạ phàm xuống trần gian. Ta rất hay giúp người, ai có chuyện khó khăn cứ alo cho ta, ta sẽ liền giúp ngay. Hồ Điên. Ta nè. Trời ơi, quả là ông Tiên. Chẳng hay con gái đến đây có chuyện gì? Ông ơi, mà không mấy ông xuống xuống đây nói chuyện được không ông? Được rồi, ta sẽ bay xuống, con nhắm mắt lại dạ, đi. Dạ dạ, con nhắm mắt lại đi. Hồ Điên. Quả là Tiên ông. Chẳng hay con đến đây con muốn xin chuyện gì? Dạ thưa, đời con cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Rồi, nên nên giúp nên nên bây giờ con nói ta mới chứng, con hát là ta đi nha. Không, Tiên ơi, con xin nói. Nói liền. Con có đòi hỏi gì đâu, con chỉ mơ ước con có được một người yêu cao to đẹp trai, giàu có, ga lăng, chiều chuộng, thương con và thương cả gia đình con. Chỉ có vậy thôi hà? Chỉ có vậy thôi à? Mà kiếm hoài không ra. Được rồi, ta sẽ chỉ con chỗ kiếm. Ở đâu vậy Tiên? Tiệm thuốc tây con nha. Còn ra con mua thuốc ngủ vậy con ngủ 3 ngày 3 đêm con nằm mơ con nha. Tiên. Gì con? Tại sao Tiên làm con tổn thương? Ta thấy bên cạnh con một chàng trai yêu thương con, đùm bọc con, lúc nào cũng lo lắng cho con, tại sao con không chịu người ấy? Ai vậy Tiên? Theo như ánh mắt thần thánh của ta nhìn thấy xuống thì cái thằng này cái môi nó thừ lừ, nó có mũi nó cao cao, chân mày nó rậm rậm. À, ý Tiên là thằng Dương Lâm Đồng Nai. Tại vì thằng đó nó có một bài nó hát hoài, Tiên ơi, mỗi lần gặp con là anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục giấc mơ đời mình, không có bài khác. À vậy hả? Dạ. Vậy bây giờ ước mong của con có một chàng trai như nào con nói đi, ta sẽ quá phép cho con. Con cần một người đàn ông có thiệt là nhiều tiền. Chi vậy? Để có thể lo lắng được cuộc sống cho con. Nếu như mà con được cái người chồng mà như ý con muốn á, thì Tiên muốn gì con cũng đó. Được rồi, ta sẽ giúp con. Nhắm mắt lại đi con. Dạ. Này hỡi tất cả trai đẹp trên thế gian này, nhà giàu có cà rá xi men hộp toàn đầy trong nhà, ra đây. Hồ Hồ Điên. Ở mắt ra đi. Anh đã đập thính của em chưa? Có duyên gì hay không? Alo. Cái gì? Sao? Sắp tới hợp đồng 5 tỷ hả? Được, ký. Chốt. Anh... Không cả, anh bận rộn quá. Anh giàu có quá. À. Trời ơi, anh ơi, sao nó to thế? Chuyện bình thường thôi em à. Anh phải đúc khối 2 tấn vàng. Trời ơi. Rồi anh tạc ra con rồng nhỏ xíu để anh nhúng lên. Wow. Em gái, anh cũng bự hơn nè. Cái đó người ta vàng, cái này CO nha. Dạ hả? Trời ơi Tiên ơi, đừng có quậy phá, để con đang cua chai mà. Thích em ơi, gì? Em nói chuyện với ai vậy? Em đang tự nói chuyện với lương tâm em. Wow. Em hay vậy lắm. Em bí ẩn quá. Hỏi dạ. gia cảnh đi. Anh ơi, gia cảnh anh như thế nào? Ba má anh còn sống hay đã chết? Vô duyên, cái đó bị vô duyên. Hỏi bình thường thôi. Anh nha. Ơi, nhà anh giàu lắm không anh? Nhà anh nhà mặt tiền hay là nhà trong hẻm? Em biết đường Võ Văn Kiệt không? Wow, đường đó bự lắm. Đường nhà đó... anh nói dài từ quận nhất qua quận 4 tới quận 8, kéo sang ra quận 5 đó em. Trời ơi, cái nhà bự vậy anh ở gì hết? Anh bán hết rồi. Ủa là sao anh? Anh bán cho kinh doanh đó em.
Bây giờ tiền anh là không có nằm ở trong nhà nữa, nó nằm ở ngân hàng. Bây giờ anh thích thì anh rút ra xài thôi. Ờ, chẳng giấu gì anh, thực ra là em tính toán cũng giỏi. Ở đây là cái nơi mình cầu duyên. Hồi nãy em cũng đến đây em cầu tình yêu. Em cầu là ước gì con có được một tấm chồng thiệt là giàu có. Rồi anh tới đây anh cầu cái gì? Anh cầu một người vợ biết giữ tiền. Trời ơi, anh ơi, vậy là thần tiên đã hiển linh rồi đó. Vậy thì mình bất chấp yêu nhau đi em. Mình đến với nhau luôn hả? Đúng, với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì? Chỉ một mình em thôi. Anh không thích em kéo ai từ gia đình ông bà cha mẹ anh chị em vô nhà của anh. Mày cũng gia đình em mà. Gia đình em, nhưng mà lỡ họ nổi tính tham họ lấy tiền của anh sao? Em là vợ anh mà, anh tin em. Ủa là ý anh là sao, là anh nghi ngờ gia đình tôi ăn cắp tiền anh hả? Ủa chứ bây giờ anh giàu quá mà em, tiền anh để chất đóng ở nhà bây giờ sao? Mày hả mày? Giàu mà tính nó kỳ quá con, không xài được. Ê Tiên ơi, nếu mà con lấy ông này về con cũng khổ à. Đúng rồi, hãy cho nó đi đi. Đi đi đúng không? Con không thích. Hỡi chàng trai kia, ngồi dậy. Quẹo phải. Thôi giờ con không cần tiền nữa. Không cần tiền nữa. Con muốn là người yêu con sẽ là một người thiệt là lãng mạn. Lãng mạn. Thiệt là tình cảm. Tình cảm. Thiệt là ướt át. Được, nếu như mà được chàng trai như con mong muốn thì bây giờ con sẽ cúng ta cái gì đây? Dạ thì bây giờ Tiên muốn gì con cúng đó. Ta muốn con. Hả? Ủa Tiên sao Tiên ham hố dữ thần á? Không có, ý là ta muốn cái gì cũng được, chủ yếu là tấm lòng của con thôi. Dạ. Bây giờ con nhắm mắt lại đi. Dạ, dạ. Hồ Biên, tình nhân, đẹp trai, cao to, lãng mạn, xuất hiện. Đi, đi. Ngọn gió nào đã đưa tới đây một nàng con gái đẹp không tì vết vậy? À... ta mới biến từ Hải Dương vô đó. Nha, trai bắt, trai bắt. Thằng này làm thơ hay lắm, làm thơ đối đáp, cua nhau đi, cua nhau đi. Anh ơi, anh đến từ đâu mà sao anh lại trẻ trâu thế này? Đây, đó con, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, một người con gái đẹp mà còn yêu văn chương và thơ ca nữa. Em yêu văn chương dữ lắm. Anh ơi, anh đến từ đâu mà sao anh lại trẻ trâu thế này? Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Ủa là sao tự nhiên nói tới má nó vậy? Đó, không phải, tại bởi vì nhìn thấy em giống má anh quá. Ơi cản đi chứ không. Không phải, bởi vì ngày xưa má anh cũng đẹp sắc nước nguyên thành như em vậy đó. Anh sẽ thương em nhiều như mẹ anh vậy đó. Hay quá. Con làm thơ tiếp đi. Hôm qua tát nước đầu đình. Hôm qua tát nước đầu đình. Chẳng hay anh đã có mối tình nào hay chưa? Đúng rồi. Hôm qua tát nước đầu đình. Anh đây chưa có mối tình nào hết em à, em ơi. Chết rồi, ta biến lộn bé vô duyên rồi con. Thì con ráng đi, con ráng đi, hãy khai thác nó đi nào, khai thác. Anh ơi, anh có lãng mạn không? Em muốn sự lãng mạn đúng không? Dạ. Thật ra hai đứa mình đã từng gặp nhau rồi em à. Ở đâu nhỉ, sao em không nhớ? Ở bến xe. Ở bến xe. Đợt đó anh từ Bắc vào trong Nam mà em làm lơ xe đúng không? Chắc anh nhầm rồi, một người con gái đẹp đẽ như em không thể nào làm lơ xe được. Anh nói vậy cho nó lãng mạn thôi. Thật ra em bán vé chứ... xe. Đúng rồi. Dạ. Và kể từ giây phút đó, anh quyết định phải vào Nam một lần nữa để gặp em. Mỗi khi nhìn qua ô cửa sổ hình trái tim. Ủa? Thấy cửa sổ nhà anh hình trái tim. Nhà anh lãng mạn mà. Ủa sao anh đụng vào em có một cái bàn tay ma lực nào nó lại không cho anh đụng vào em vậy ta? Đâu có gì đâu. Vậy thì em hãy đụng vào anh đi. Dạ đây. Trời ơi, chỗ này linh thiêng mà ôm ôm ấp ấp cái gì? Ủa Tiên mắc cười quá à. Tiên nói Tiên cho con tình yêu thì bây giờ tình yêu con phải hốt chứ. Ủa đang tìm hiểu mà chưa mà. Em nói chuyện với ai đấy? À
là em hay nói chuyện với chính lương tâm em đó. À, một người con gái biết nói chuyện với lương tâm. Bó hoa này anh đã lấy ở nghĩa trang kế bên. Anh xin kính tặng em. À, những cái bó hoa này nó chỉ hợp với cúng thôi anh à. Đây là hoa hồng mà tại sao em lại nói cúng là sao? Hoa này là anh phải đặt hả? Anh đặt ở đâu? Anh đặt ở nghĩa trang. Đặt ở nghĩa trang là sao anh? Cái chỗ bán hoa nó tên là nghĩa trang. À, nghĩa là tiệm hoa tên là nghĩa trang. Đúng rồi. Trời ơi, tiệc cưới của chúng mình sẽ toàn hoa em à. Ôi lãng mạn quá, em thích thật. Đồng ý làm người yêu anh nha. Xin lỗi chị ơi, cho em hỏi đây, có phải là Miếu Nhân Duyên không chị? Ôi, cơn gió nào lại đưa một người con gái đẹp không tì vết tới ngôi miếu hoang này vậy? Trời ơi, tại sao tạo hóa lại có thể điêu khắc ra một người con gái đẹp như thế này chứ? Em muốn tới miếu cầu gì vậy em? Em cầu tình duyên. Anh cũng tới đây để cầu tình duyên. Thôi thì chúng ta khỏi cần cầu nữa, chúng ta tới với nhau luôn nha em. Anh có bông hoa ở nghĩa trang tặng em. Trời ơi, tối tắm rồi đã được như ý muốn rồi. Con cảm ơn ông. Xin giới thiệu với em, đây là mẹ anh. Dạ, con chào bác. Mẹ anh cũng tới đây để cầu tình duyên. Thôi chúng ta kệ mẹ anh đi nhá. Đi nào, đi về đây nào. Chúng ta con là một đôi nha em. Con chào bác. Trời ơi, cô thấy chưa? Giờ con đã sáng mắt chưa con? Lãng mạn của con đó, ngôn tình của con đó. Bây giờ con về đi. Con về con lấy cái thằng môi giày kia đi. Không, ngày hôm nay khi mà đã đến đây rồi thì phải có tình duyên con mới về. Nhưng mà bây giờ tiền thì nó cũng không tốt, bây giờ lãng mạn cũng không tốt luôn. Vậy bây giờ mẫu người đàn ông của con là gì? Là một người thật thà. Thật thà? Một người chánh trực. Chánh trực? Không cần phải nói những điều lãng mạn nữa. À, cọc cằn thô lỗ cũng được. Cũng được luôn. Nhưng mà người ta sống thật. Chứ mà mày lãng mạn xào xào với mấy thằng hồi nãy là nó đâu có yêu con. Không, đúng. Nó nói với con như vậy được rồi, mình nói với con khác được. Con không chịu. Con không chịu đúng không? Được. Nếu như được phi vụ này con cúng cho ta cái gì? Ông muốn gì con cúng đó. Thiệt không? Dạ. Ta muốn con. Vừa vừa bắt máy đó nha. Đang quạo đấy. Rồi, nhắm mắt lại. Hold beer. Wow. Trời, làm gì nhìn như vậy bà nội? Em nhiêu tuổi rồi? Em nay em 18. Mặt già chứ vậy? Ê, nó chân thành mà, nó chân thành mà, vui vẻ lên, vui vẻ lên. Cua đi con, cua đi, cua anh đi. Anh này đi kiếm ra tình yêu. Em cũng đang kiếm tình yêu. Đúng rồi. Em cầu cho em gặp được một người thành thật. Thành thật? Chân thành, em nghĩ là anh đó. Không, anh đâu lấy mấy bà già chi. Thôi ráng lấy bài đi. Anh ráng lấy mấy bài đi. Không, mấy bài cửa em đang trong thời kỳ bảo dưỡng, lái sao nổi. Không, con Miếu này nhìn cũng cổ, cũng cũ à. Dạ, Miếu này lâu năm rồi. Mấy ông thần ở đây chắc vô duyên lắm, không có lên thiên được đâu. Cái chỗ này là chỗ làm gì? Chỗ cầu duyên. À, là vô đây cầu duyên hả? Dạ, anh là nhân viên của em. Vô con, anh vô. Anh là nhân viên của em đó. Nhắm mắt lại. Tỉnh chưa? Gì vậy? Cọc cằn cũng được, cọc cằn cũng được. Tôi thà tôi ở giá suốt đời chứ cũng không thể nào lấy cô được. Tại sao? Bớt mộng mị lại. Không có một thằng ông nào đi lấy một người mà luôn tìm mẫu hình lý tưởng, đến lúc không có lại đi lấy đại một người khác. Mình phải lấy người yêu mình, mình yêu họ, cùng xây dựng hạnh phúc. Tình yêu nó có muôn vàn nẻo đường, đều phải do mình chấp nhận và hy sinh. Để tồn tại là gì? Là hạnh phúc. Hiểu chưa? Trời ơi, tại sao vậy ta? Tôi chỉ đơn giản là muốn kiếm một người mình yêu và yêu mình thôi mà. Tại sao lại khó khăn như vậy? Có ai yêu tôi không? Anh nè. Dạ. Dạ. Anh nè dạ. Anh nè dạ. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Là tôi nè. Trời ơi. Sao vậy dạ? Tôi là người thương dạ thật lòng nè. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới dạ, tôi cũng thương dạ, tôi lo dạ hết trơn á. Dạ biết không, cứ sáng sớm là tôi đứng trước nhà dạ đó, tôi định chở dạ đi làm, mà dạ không có chịu. Dạ ơi, dạ thương tôi nha.
tôi thương già nhiều lắm. Tôi hứa là tôi sẽ lo cho già tất cả mọi thứ trên đời này. Già cần cái gì tôi cũng lo cho già. Già muốn tôi chết gì già tôi cũng chết. Bởi vì tôi yêu già quá nhiều già. Ây da, gì vậy? Từ nãy tới giờ ông đem tôi ra làm trò đùa đúng chưa? Dạ, dạ ơi. Ông đang coi thường tình cảm của tôi đó. Tôi không có coi thường nhưng mà tôi không còn cách nào nữa. Đúng vậy, đúng, đúng. Ủa, ba ngồi đây nè. Mỗi đứa 1,5 triệu mới giúp nó đó. Thì ra hả, ông bày ra cái trò này ông muốn làm tôi mất mặt đúng không? Không. Ông muốn chọc ghẹo tôi đúng không? Không, không. Nói cho bà biết, tôi yêu bà dữ lắm. Mà bà không cho nó một cơ hội nào hết. Nó mới bày ra cái cách này để tỏ tình bà đó. Đúng. Nhìn có khác gì mẹ tôi không? Mà lúc nào cũng đòi gì người yêu đẹp trai rồi lãng mạn rồi giàu có. Trong khi đó có thằng yêu tha thiết 10 mấy năm trời thì không nhận. Đúng, đúng vậy. Người ta nói không có sai đâu. Lấy người yêu mình, đừng bao giờ lấy người mình yêu. Đúng. Khổ lắm. Bây giờ hai đứa lấy nhau, tao cho một chiếc xe hơi. Trời ơi, hay quá. Hai đứa lấy nhau, tao cho một cái nhà mặt phố. Trời ơi, đó, đó. Hai đứa mà tới với nhau á, 100 phần muốn đậu. Đó. Bà thấy chưa dạ? Đồng ý làm vợ tôi nha. Không, tôi không cần đồ của các người. Tôi chỉ cần ông trả lời cho tôi. Ông thương tôi thiệt hả? Đây có bác Nhan này làm chứng. Lúc nào tình cảm tôi cũng cháy như những cái cọng nhang này. Sao tình yêu ông hương khói vậy? Nhưng mà bà đồng ý bà hãy cầm chung bác Nhan với tôi. Thấy ghê quá, ông để xuống đi. Bây giờ bà đồng ý không? Tôi thật ra là tôi biết cái tình cảm của ông dành cho tôi bao nhiêu lâu nay. Trời, nó mượn cái nhẫn nó cầu hôn đi. Nhưng mà tại vì tôi là con gái, tôi sĩ diện nên tôi thích để ông cua vậy đó. Bà dạ. Hả? Cái chưa, từ chứ. Nhưng mà là ông thương tôi thiệt đúng không? Tôi thương bà thật lòng. Ông có chê tôi già, tôi xấu, tôi vô duyên không? Thì tôi cũng có đẹp đâu, môi tôi cũng thừa lừ, mặt tôi cũng xệ quá trời. Tôi với bà xứng lứa vừa đôi, nồi nào úp dung đó mà bà dạ. Cầu hôn đi, cầu hôn đi. Cầu hôn đi. Dạ. Làm vợ anh nha. Vừa rồi là một cái tình huống mà chắc ông ngoài đời không có thật. Chúng tôi hư cấu ra một câu chuyện là ông này ông giả thành một ông tiên để mà cầu hôn một cô gái, mà cô gái này cũng quá lứa lỡ thì rồi mà vẫn không chịu ai hết. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng là tình yêu là một cái thứ mà không ai có thể đưa ra một định nghĩa chuẩn mực. Yêu là yêu thôi, không nói được. Cũng như quý vị thích chương trình Kỳ Tài Thách Đấu thì coi thôi, không ép được. Đúng không? Mà quý vị quá thích, quý vị coi quá nhiều thì tụi em cũng phải làm nhiều chương trình tiểu phẩm hay để quý vị coi. Không cản tụi em được. Cái đó là ép á, cái đó ép á. Em đang ép quý vị hả? Đang ép. Dạ không, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, 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 wow. Bây giờ là trò chơi bowling người. Ở trò chơi này,
chúng ta sẽ ngồi trên một cái, ta gọi là cái phao. Chúng tôi đã thiết kế cái phao này rất là êm đẹp. Bạn sẽ ngồi lên đây và bắt đầu thả người xuống. Trên đoạn đường thả, chúng ta không được giơ tay giơ chân để đụng cái này đẩy kia, không có. Chỉ để cái bánh xe này và người chúng ta đụng vào nó thôi. Đơn giản vậy thôi. Quá đơn giản. Và đội còn lại, những đội còn lại có quyền cầm súng bắn nước để mà hại người ta. Không được, không được, mình không được làm như vậy đâu. Cái gì vậy? Như vậy là ác lắm. Chị đang cầm cái súng luôn đó chị. Chỉ có mình em cầm súng thôi đó. Em nghĩ chị là người bắn súng nhiều nhất á. Nhưng mà em nghĩ là càng bắn nước là càng lợi cho đối phương á. Tại vì càng bắn nước là nó càng trơn. Trơn đó. Đâu có, trơn là khi bắn xuống dưới còn bắn vô mặt nó khác à. Đúng như vậy. Nhưng mà không được, không được đâu. Đội nào chơi đầu tiên? Đội nào đầy đủ đồ nhất? Không, đúng có. Đội này đầy đủ, trang bị đầy đủ nhất nè, chơi trước đi. Quả tôi xì đi. Chưa. Em phải búa hai bạn này đi kéo. Hai bạn còn cái kéo thì quả tôi xì đi. Dạng dạng ha. Chơi dạ lớn mà danh trời ơi, vừa ra cái kéo thấy rõ ràng. Sâu xây cắt ve ve ve. Rồi anh Tú và Mạc Văn Khoa đầu tiên xin mời. Thưa quý vị, đội đầu tiên là Mạc Văn Khoa và anh Tú. Các bạn nên nhớ ngồi trong phao và không được đưa tay đưa chân để hòng đá đạp những cái trái bowling. Hay lúc nào cũng phải ép con người ấy. Đúng vậy. Không nhận ra ra hả? Giang ra thì ăn gian. Cái chân em bị động á. Không, không, đừng có rộng. Bắt đầu. Phải lấy trơn. Tiếp tục. Bốn quả. Lên không có ai cứu, chạy đi, chạy đi. Lên đi. Chân, rồi chân. Nằm ngang ra, Đây. Được chưa? Xếp lại từ đầu, 10 quả đã được dựng đứng. Thời gian bắt đầu chạy. Chạy
dừng thời gian, mang về 10 quả bưu điện. Xin chúc mừng. Trời ơi, hết hồn luôn. Họ đang có 20 quả bowling đã được làm ngã. Lượt thứ ba này chúng ta chờ xem bao nhiêu quả làm ngã nữa. Xin mời. Mời đội tiếp theo, Lê Như Bộ Lâm, Hà Đi Quần, 3, 2, 1, vô! Ê, ê, An Giang! Dừng lại cho anh 3 quả, 3 quả! Dừng sát vô danh anh Tú, mấy quả phạt là dừng sát vô danh, đúng rồi! Đội này ăn gian quá, dừng mấy hai quả nữa sáng vô danh. Anh xuống như một mũi tên, đúng rồi. Đúng như vậy rồi. Đúng như vậy rồi. Anh dọn cái, anh dọn nha. Anh dọn nha. Anh dọn nha. Anh dọn nha. Nào các bạn ơi, ơi bạn nó hại mình đó Harry ạ. Chứ phải nó thương mình đâu, nó hại mình đó. Anh phải ngồi ở giữa bao, anh nặng như con trâu vậy đấy. Lượt đầu tiên ngã hết, bây giờ là lượt thứ hai. Rồi, 3, 2, 1, vô, vô. Rồi, bây giờ lượt thứ ba chúng ta nên nhớ. Sau 3 lượt, đội nào mang về nhiều bowling hơn trong thời gian ngắn nhất là đội giành chiến thắng. Đội về nhất sẽ giành 2 điểm thưởng, đội về nhì 1 điểm thưởng và đội về Úc o điểm thưởng. Lượt thứ ba của Harry Won và Lê Dũng Vũ Lâm xin được phép bắt đầu.
Rồi ngã rồi. Rồi ngã rồi. Như vậy là 30 quả đã được ngã. Thời gian chúng tôi công bố sau. Thưa quý vị, còn chần chờ gì nữa, mời quý vị đến với cặp đôi mà chúng tôi tin chắc rằng họ sẽ nhanh nhất, nhiều nhất. Còn quá quả. Đẩy, đẩy, đẩy. Vô tình, vô tình, kẻ thù đã giúp chúng ta. Trời ơi, đỉnh hại mà. Lượt đầu tiên quá nhanh, chúng ta chờ đợi lượt thứ hai sẽ bao nhiêu quả đây, bao nhiêu thời gian đây, xin mời. Vẫn còn 5 quả. Dựng 3 quả lại dựng Tú ơi, Tú anh Giang phạt dựng 3 quả sát danh thường cho mình. Từ cái chân móc qua tôi thấy hết. Dựng 3 quả sát danh thường, cái tội ăn gian. 3 quả 3 chỗ rất xa, ăn gian là phải phạt, có công là thưởng, có tội là phải trừng phạt. Giang phạt 2 quả nữa. Tú, cái quả đó đẻ cái chân cái góc này Tú. Không, được, em góc vuông đâu, góc vuông á. Qua phải em á. Đó, ừ. Đây. Hai người một phòng đi. Thank you.
lượt đã kết thúc. Trò chơi chúng ta cũng kết thúc tại đây. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, xin công bố như sau. Đội về nhất 5 phút 18 giây. Đội về nhì là 5 phút 31 giây. Và đội về Úc là 6 phút 01 giây. Đội về nhất là đội Anh Tú và Mạng Giao Khoa. 2 điểm thưởng. Đội về nhì là Lê Dư Bảo Lâm, Harry Won. 1 điểm thưởng. Đội về ba là Lâm Vĩ Dạ và Mai Thanh Hà. 0 điểm thưởng. Nhưng chúng tôi cùng ban tổ chức đã nhận thấy sự cố gắng về nghệ thuật, sự hy sinh về nghề nghiệp, nên tặng cho đội Lâm Vĩ Dạ, Mai Thanh Hà 1 điểm thưởng. Xin cảm ơn. Chúng ta đến phần tiếp theo trong chương trình kỳ tài thách đấu. Wow, wow, wow. Thưa quý vị, phần cuối cùng quay số trúng thưởng. Như vậy là sau cuộc chơi ngày hôm nay, phần thưởng như sau: anh Tú có 3 lần quay số, Lê Dư Bảo Lâm và Mai Thanh Hà mỗi người 2 lần quay số. Xin chúc mừng các bạn. Con gái nên được quyền quay trước. Xin mời Mai Thanh Hà đứng về phía bên trái của vòng quay số. Mai Thanh Hà có 2 lần quay số. Chúng ta nên nhớ quay theo chiều kim đồng hồ. Mỗi ô chỉ có 1 lần trúng thưởng mà thôi. Mời Thanh Hà quay số. Mời chị. Quay đi. Quay đi. Hai triệu. Wow. Lần đầu tiên được 2 triệu, lần thứ hai không biết được bao nhiêu đây. Cảm ơn em đã bán vé xong rồi, vô đây còn giúp đỡ chương trình nữa. Vé bên đây bán được không? Dạ, trái vé anh ơi. Trái vé. Một đêm duy nhất. Mời lần thứ hai quay. 5 triệu. Wow. Như vậy là một hộp quà dành cho Mai Thanh Hà, trong đó có nửa ký đường, 3 lạng muối và 4 lạng một hộp. Trời ơi. Xin cảm ơn Mai Thanh Hà. Em xong nhiệm vụ rồi, né ra cho người tiếp theo. Người tiếp theo là ai? Em. Không bao giờ. Đó là anh Tú. Trời ơi. Tại vì đàn ông mà, người ta có 3 lần quay thì được quyền quay trước. Mời lần quay đầu tiên anh Tú sẽ có những phần thưởng mang về cho người yêu của mình hiện tại. Yeah. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Có vẻ như chưa may mắn lắm. Nhưng mà anh Tú ơi, xin hỏi em đã có bạn gái hay là chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ có hay là đã vừa chia tay? Anh còn nợ em công viên ghế đá. Công viên ghế đá là đủ chiều em. Đã từng có. Rồi, đã từng có thì hy vọng sắp tới em sẽ có những người bạn gái đẹp hơn, xinh hơn và quyến rũ hơn. Mời quay lần thứ hai. Dạ, cảm ơn. 1 triệu là nhân đôi, hồi nãy 1 triệu nhân đôi là 2 triệu đồng. Xin chúc mừng anh Tú. Và lần quay số cuối cùng, chúng tôi hy vọng anh Tú sẽ rơi vào 5 triệu đồng để mang tiền thưởng về cho gia đình. Yeah. Như vậy là 3 lần, 1 lần nhân đôi, 1 lần chia đôi, chúng ta còn 1 triệu đồng, số quá đen. Và kính thưa quý vị, nhân vật đặc biệt ngày hôm nay chính là Lê Dương Lâm đến từ Đồng Nai. Anh Dương Lâm Đồng Nai sẽ quay được bao nhiêu con số và số tiền thưởng sẽ là bao nhiêu? Xin mời anh Dương Lâm Đồng Nai. Quay ông trời có mắt. Wow. Lớn nhất của tấm này đã có người đoạt giải, đó là Lê Dư Bảo Lâm đến từ Đồng Nai.
Đồng Nai. Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng dành cho Liên Hiệp Đồng Nai. Một triệu đồng, 6 triệu đồng dành cho Lê Dương Bảo Lâm. 6 triệu đồng. Như vậy chúng ta tính lại Lê Dương Bảo Lâm 6 triệu đồng. Yeah. Anh Tú 1 triệu đồng và Mai Thanh Hà 2 triệu. 2 triệu đồng quà tặng. Kèm theo quà tặng. Và sau đây là quà tặng dành cho Mai Thanh Hà. Nửa ký bột đường, nửa ký bột ngọt và 3 lạng muối. Muối. À quà, quà. Đây là món quà dành cho Mai Thanh Hà. À, sao chương trình này cứ nhấn vào tóc của em vậy ta? Em làm, em lấy quà này á về em để một vị trí rất là trang trọng được không anh? Đây, Lê Dương Bảo Lâm, món quà của em. Em mở cho mọi người coi được không? Chúng tôi xét thấy khuôn miệng của Lê Dương Bảo Lâm chưa đủ rộng nên tặng kèm món quà. Anh nghĩ là em nên treo món này ở đâu trong nhà em? Nên treo để trên... lên trên trần nhà đó em. Trần nhà hả? Trần nhà không ngủ được không? Trước khi ngủ mình coi thì làm sao ngủ được. Nhà có đôi cuốn không? Hoặc là em có thể mang bán lại cho mấy tiệm cắt tóc á, mua để treo hình trên tiệm. Anh á. Em nghĩ là em bước xuống sân khấu là em bán được liền á anh. Em gửi cho những cái tiệm nào mà bán tóc giả đó. Dạ. Thì giống giống KT của anh ha. Ừ. Lẹ rơi. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã tới tham gia chương trình. Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm, cảm ơn anh Tú và cảm ơn Mai Thanh Hà. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Anh giữ giùm em đi xíu đấy. Cảm ơn đội chủ nhà Happy World, Lâm Vy Dạ và Mạc Văn Khoa. Cảm ơn hai dancer xinh đẹp của chương trình Thùy Vân và Minh Lễ. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon. Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang, Eo Lý Trần và Châu Đăng Khoa. Nào, lên nào.